Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Tran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Nguyễn Tran Official. Thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ tiếp tục chủ đề về dinh dưỡng và làm đẹp và nói về cách mà chúng ta làm thế nào để chọn kem dưỡng da, hay còn gọi là lotion hay là moisturizer, cách nào là phù hợp nhất. Tại vì đây là cái câu hỏi mà tôi nhận được rất là nhiều trong nhiều năm qua. Trong cái video này, cái điểm quan trọng nhất quý vị cần phải hiểu để chọn ra cái loại kem dưỡng da đúng cho mình, quý vị cần hiểu hai thứ. Thứ nhất là cái loại kem, và thứ nhì là cái làn da của mình. Đầu tiên, quý vị cần phải hiểu về các loại kem dưỡng da nó như thế nào. Thì kem dưỡng da giữ ẩm có thể chia làm 4 dạng, từ lỏng cho tới đặc. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Quý vị nhớ lỏng là gần giống như nước, đặc là giống như gần giống như đặc sệt lại, giống như là Vaseline như vậy. Thì tôi có vẽ cái hình ở đây để quý vị có thể tưởng tượng. Tôi cũng lưu ý là tôi không có quảng cáo, không có ủng hộ bất kỳ sản phẩm nào. Những cái hình ảnh mà tôi đưa ra ở đây là tại vì những cái sản phẩm rất là hay có trên thị trường. Đầu tiên nhất, cái loại kem giữ ẩm mà lỏng nhất chúng ta gọi là gel, thì thường là dung dịch nước. Quý vị có thể nhìn xuyên thấu, vì đưa lên quý vị nhìn thấy, có thể nhìn xuyên qua được. Khi quý vị thoa một cái lớp nhẹ trên da của chúng ta thì quý vị có thể nhìn xuyên thấu qua cái đó. Đặc hơn một tí xíu, nó gọi là lotion, là chúng ta vẫn có thể thoa một lớp nhẹ lên, nhìn xuyên qua, nhưng mà nó không còn trong nữa, mà nó chuyển qua màu trắng sữa hoặc là hơi trắng trong tí xíu. Đặc hơn tí nữa là cream, thì cream nó đặc hơn là lotion, vẫn trắng, nhưng mà bây giờ quý vị xước lên trên tay, quý vị sẽ thấy là nó không có còn mỏng như là hai cái kia. Và cuối cùng, cái dày nhất nó gọi là ointment. Thì ointment là cái loại kem dầu, quý vị rờ một cái là quý vị cảm giác như là có dầu mỡ. Đó là cái loại kem giữ ẩm tốt nhất. Với bốn cái loại cơ bản, từ gel cho tới lotion cho tới cream cho tới ointment, thì gel là loại giữ ẩm thấp nhất, trong khi ointment là loại giữ ẩm tốt nhất. Thì bây giờ chúng ta hiểu về những cái loại kem này, chúng ta sẽ hiểu về loại da của mình. Tại vì bất kỳ quý vị nào tới bác sĩ, quý vị phải hỏi một câu đơn giản là da tôi loại nào. Thì có bốn loại da chính, và cách chọn kem giữ ẩm tùy thuộc vào cái loại da của chúng ta. Đầu tiên, nếu mà da của chúng ta là da bình thường hay còn là normal skin, thì đây là cái loại da mà không khô, không ẩm, mà không láng bóng. Tôi nói ví dụ như là cái làn da, cái tai tôi bây giờ, một lát tôi sẽ chỉ cái da dầu hoặc là da mix như thế nào. Thì khi mà da bình thường, quý vị mua lotion cho tôi. Đây là cái loại mà thoải mái nhất và dễ xài nhất. Lưu ý là khi mà quý vị ra ngoài thường xuyên mà hơi làm biến chút xíu, muốn sức một lần phải không, thì mua loại cái cream nó đặc hơn lotion tí xíu, và chúng ta sức một lần trong một ngày. Còn với quý vị có thời gian, có thể sức lotion hai lần trong một ngày. Với những quý cô phụ nữ mãn kinh thì da chúng ta khô hơn, thì quý vị có thể dùng cream thay vì dùng lotion, mặc dù làn da của chúng ta là làn da bình thường quý vị nhé. Cái loại da thứ hai là da khô. Thì da khô quý vị biết rồi, nó như thế nào, nó có những cái vảy khô li ti như thế này, và chúng ta nhìn chúng ta thấy nó khô liền, nó hơi nhăn lại, và đôi khi có những cái vết nứt ở những cái kẽ ngón tay. Thì loại da này khi mà chúng ta vừa tắm xong hoặc là chúng ta ở xứ lạnh mùa đông, nó còn khô rác, đôi khi nó bị nứt ra nữa. Thì với loại da khô, quý vị không nên dùng gel, không nên dùng lotion, mà cũng ít xài cream, mà nên xài thẳng ointment là cái loại dày nhất. Quý vị thấy không, da khô cần giữ ẩm, chúng ta dùng cái loại kem giữ ẩm nặng nhất là loại ointment, giống như có dầu mỡ gì. Thì làn da khô vốn ít nước và dễ bị bốc hơi, nên cần cái loại kem giữ ẩm tốt nhất. Cái loại da thứ ba là da dầu. Thì loại da này là thường có làn da bóng loáng, có ánh đèn phản chiếu, nên chúng ta phải cẩn thận, tại vì nếu mà chúng ta dùng quá nhiều mỹ phẩm thì nó dễ bị mụn. Tôi nói ví dụ như làn da của tôi thì chút xíu là kết hợp giữa da dầu và da bình thường. Ví dụ trên trán ở đây quý vị thấy là đôi khi nó hơi bóng chút xíu. Thì với người có cái làn da dầu, nó có cái lợi thế là giữ ẩm tốt, nhưng mà có cái hại là dễ bị nổi mụn nếu mà chúng ta vệ sinh không kỹ. Thì với người có làn da dầu, quý vị có thể dùng lotion hoặc là dùng gel. Có nghĩa là với da dầu,
quý vị dùng cái loại kem giữ ẩm mà nó mỏng hơn. Quý vị thấy đơn giản không? Da khô dùng kem dày, da dầu hoặc là da dày thì dùng kem mỏng. Nếu như mà có một cái loại da là da kết hợp giữa da khô và da dầu thì như thế nào? Thì có một số quý vị sẽ có một cái loại da như thế này, có nghĩa là một số vùng trên mặt, tôi nói ví dụ như trên trán đi, lỗ mũi, hai bên má là dầu, nó láng có nè. Nhưng mà ở xung quanh khóe mắt chúng ta thì lại khô đi, xung quanh khóe môi lại khô đi, dưới cằm lại khô đi. Thì trong trường hợp này quý vị dùng hai loại kem giữ ẩm, giống như quý vị có hai cái loại làn da khác nhau. Cái này trong y khoa gọi là T-zone, là chữ T á, là chữ T như thế này, là những cái phần nhô ra bị dầu, những cái phần lõm vô thì bị khô. Thì với cái phần nhô ra quý vị dùng gel, với phần lõm vô quý vị dùng lotion hay là dùng cream. Một cái điểm quan trọng khác là quý vị nhớ sức kem dưỡng da ngay sau khi chúng ta vừa tắm xong. Tại vì tắm xong hay lúc rửa mặt là những lúc mà da quý vị sẽ bắt đầu bị khô và khô nhanh lắm. Lúc này chúng ta dùng kem dưỡng da sẽ lập tức giữ nước lại, có cái bảo vệ tốt nhất cho da chúng ta trong ngày. Quý vị tắm xong, quý vị đi một vòng trong nhà, đi ra ngoài trời, đi chợ về, sức kem là đã sai rồi, tại vì mất nước rồi. Vừa tắm xong, lúc mà chúng ta chưa mặc đồ vô, sức kem liền. Và cái điểm quan trọng thứ hai là khi mà chúng ta sức kem giữ ẩm sau khi tắm, quý vị nhớ bắt đầu là phía sau lưng, sau cổ như thế này, sức ra tới cái lỗ tai, rồi mới tới mặt, và cuối cùng sức cổ và sức cái phần ngực của mình luôn. Nếu quý chị em phụ nữ mặc đồ có phần hở phía trên, nhớ dùng kem giữ ẩm phía trên. Cái điểm đơn giản là tại vì sao quý vị không sức kem giữ ẩm cho các cổ và phần ngực á, hai cái phần này da nó sẽ bị lão hóa. Thành ra khi quý vị mặc đồ thường xuyên, quý vị sẽ cái mặt rất là đẹp, giống như là nhìn giống như baby vậy, nhưng mà cái phần da giống như mặt thì học sinh, mà làn da đây là làn da phụ huynh, có nghĩa là nó lớn tuổi hơn, nhìn nó rất là kỳ. Và cái lý do quan trọng là tại vì chúng ta quên sức lotion ở trong các cổ của chúng ta. Và cái vùng da mà ít có sức lotion nhất là cái vùng dưới đây, hai bên cổ dưới đây, khi bị nhăn rồi rất là khó chữa. Một điểm khác là quý vị nhớ dùng kem chống nắng trước khi ra ngoài nắng, ít nhất là 15 phút. Cái này tôi nói rất là nhiều lần, tại vì nhiều quý vị sức kem chống nắng ở trên bãi biển luôn, có nghĩa là đi ra hồ bơi nằm đó từ từ mới sức lên. Cái đó là sai, là tại vì chúng ta cần 15 phút để cái da nó được hấp thụ của kem chống nắng. Quý vị xem cái video của tôi về kem chống nắng và cách mà chúng ta chọn kem chống nắng cho phù hợp với mình. Một điểm cuối là chúng ta mạnh dạn thay đổi sản phẩm dưỡng da nếu như không hợp. Tại vì da chúng ta thay đổi theo thời gian. Khi mà chúng ta lớn tuổi rồi, làn da nó mỏng đi, nó khô đi và nó dễ bị tổn thương hơn. Và nó mất lâu hơn để nó phục hồi. Tôi nói ví dụ với trẻ em, quý vị thấy một vết cắt phải không? Trong vòng một tuần, một vài ngày nó đã lành. Trong khi với người lớn tuổi, một vết cắt xảy ra có thể một vài tuần, thậm chí vài tháng vẫn chưa lành. Thành ra khi mà chúng ta lớn tuổi và chúng ta thay đổi môi trường sống từ Việt Nam qua Mỹ hoặc từ Mỹ về Việt Nam, quý vị mạnh dạn thay đổi sản phẩm. Và cái sản phẩm nào hợp với quý vị thì quý vị cố gắng nhớ biết cái loại da của mình và dùng cái loại lotion như tôi nói trên. Nếu như quý vị nghi ngờ làn da của mình bị dễ bị mẫn cảm, dễ bị dưỡng, quý vị dùng cái loại kem dành cho baby. Đây là một trong những loại kem mà có cái quy trình sản xuất nghiêm ngặt nhất. Thành ra cái rủi ro vì giống như là dị ứng cũng như là những cái phản ứng trên da sẽ thấp hơn. Một điểm khác là quý vị nhớ đừng có tẩy chết da hay gọi là exfoliate nhiều lần quá trong tháng. Tại vì như tôi nói lúc nãy, khi mà chúng ta lớn tuổi, chúng ta cần nhiều tuần để da chúng ta thay mới. Có nhiều quý vị đi tẩy chết một tháng 2-3 lần, thậm chí 4 lần. Thì với cái thời gian tẩy chết như vậy, da chúng ta không có thời gian để phục hồi tái tạo mới, và khiến da bị mỏng đi và cuối cùng là bị tổn thương. Nói tóm lại, cái cách tốt nhất để chọn kem giữ ẩm phù hợp cho mình dựa vào hai yếu tố thôi. Đó là làn da của mình và các loại kem giữ ẩm đó. Quý vị nhớ không, da càng dày, tôi nói ví dụ như da dầu, thì chúng ta dùng kem mỏng, ví dụ như là dùng nạn gel. Da càng khô, càng mỏng, ví dụ như là da khô chẳng hạn, thì chúng ta dùng cái loại kem giữ ẩm dạng dày, ví dụ như là ointment chẳng hạn. Còn da bình thường thì chúng ta dùng lotion và cream. Chúc quý vị chăm sóc da vui vẻ.